tảng đá bí ẩn nặng 137 tấn, ai cũng có thể di chuyển. Nằm trên đỉnh một tảng đá rộng hơn nó rất nhiều và ở một vị trí độc đáo. Chèm linh dốc có thể khiến ngay cả người yếu nhất trên trái đất trông cũng giống như người mạnh nhất trên thế giới. Chèm linh dốc nổi tiếng ở rừng Hugot, phía đông bắc nước Pháp, là một khối đá granite dài 7 mét, nặng 137 tấn mà ai cũng có thể tự mình di chuyển. Miễn là họ biết cách đẩy nó. Rừng Hugot là nơi có rất nhiều tảng đá lớn và các kỳ quan địa chất nhưng trang rinh dốc cho đến nay là nơi nổi tiếng nhất trong số đó tảng đá hình chữ nhật lớn và nặng đến nỗi không ai có thể hy vọng có thể tự mình di chuyển được vậy mà bất cứ ai bất kể gây hay yếu đều có thể nhẹ nhàng di chuyển tảng đá lên xuống bằng cách đẩy vào đúng chỗ chỉ cần lựa vào đúng vị trí độc đáo đó đứng dưới phần đầu hòn đá nhẹ nhàng ghé lưng vào ai cũng có thể di chuyển hòn đá khổng lồ một chút điều này khiến bất kỳ ai chạm vào cũng cảm giác trở thành người mạnh nhất thế giới nhấc bổng được hòn đá khổng lồ Tất nhiên, không phải ai mới đến đây lần đầu cũng đều biết về bí mật của hòn đá và điều này đã trở thành trò vui cho trẻ em. Một số trẻ em ở địa phương thường quan sát du khách cố gắng thử sức di chuyển hòn đá khổng lồ này vì không biết bí quyết nên phần lớn họ thường bỏ cuộc. Đến lúc này, lũ trẻ mới tiết lộ bí mật cho những ai tò mò với giá vài xu. Nằm trên đỉnh một tảng đá rộng hơn nó rất nhiều và ở một vị trí độc đáo. Trèo linh dốc có thể khiến ngay cả người yếu nhất trên trái đất trông cũng giống như người mạnh nhất trên thế giới còn được gọi là đá Logan, Trang Linh Dốc trở thành một trong những lý do chính khiến nhiều người đến thăm Hugot. Khu rừng là nơi có nhiều địa danh thú vị, nhưng không nơi nào có thể so sánh được với Trang Linh Dốc về mức độ nổi tiếng. Rốt cuộc, có bao nhiêu người trong số họ có thể giúp bạn trông giống như người mạnh nhất trên thế giới? Với trọng lượng không dưới 137 tấn và cao hơn bất kỳ con người nào, chem linh dốc không được nhúc nhích, bất kể ai đẩy nó ra sao. Nhưng vì vị trí bấp bênh của nó, điều không thể được thực hiện.